Gần một tháng nay, cửa hàng của chị Ngọc phải bán hàng đem về, dù thành phố chưa đưa ra bất cứ hướng dẫn cho phép một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ngay từ sớm, chị Ngọc cùng các nhân viên của mình đã mở cửa quét dọn, sẵn sàng phục vụ tại chỗ trở lại khi có hướng dẫn của thành phố. Nghe chữ hết cách ly xã hội thì cảm thấy là rất vui. Tôi cũng mong muốn cho giống như là ở trên có chỉ đạo xuống để cho mình buôn bán lại bình thường, đường xá rồi vui vẻ trở lại thành phố như xưa. Đường xá, các địa điểm công cộng, người dân đã bắt đầu tập trung đông hơn. Sau 22 ngày vắng vẻ thì hôm nay, công viên Tao Đàn đã trở nên đông đúc và tấp nập hơn. Như quý vị có thể thấy, rất nhiều người dân đã có mặt ở đây để tập thể dục, mặc dù những cái hàng rào cấm như thế này vẫn chưa được tháo gỡ. Ai cũng vui vẻ khi chính thức dừng thực hiện cách ly toàn xã hội. Tuy nhiên, người dân còn lơ là khi tập thể dục tại công viên nhưng không hề đeo khẩu trang. Nắng nóng thì mình đâu có sợ, hồi Tết về chị không nghỉ ngày nào, chị vẫn đi. Lúc tập đó, không đeo khẩu trang nó thoải mái hơn. Nới lỏng giãn cách xã hội là sự cố gắng của toàn thể người dân thành phố trong suốt 3 tuần qua. Do đó, trong lúc chờ đợi các hướng dẫn cụ thể về việc nới lỏng các hoạt động, người dân cần chủ động trong việc tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.